chào các bạn. Trong thời gian Donald Trump làm tổng thống, năm 2001 đến 2021, nhiều quốc gia đã trải qua những thay đổi trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, thường bị ảnh hưởng bởi các chính sách của chính quyền ông. Dưới đây là một số quốc gia được lợi nhiều nhất trong thời gian đó. một Israel, chính quyền trung nổi bật với sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel. Ông đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ đến đó. Điều này đã củng cố quan hệ Mỹ-Israel các hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập cũng được xem là một thành tựu ngoại giao quan trọng. Hai Saudi Arabia, Trung duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Saudi Arabia, thúc đẩy việc bán vũ khí và ủng hộ nước này trong các xung đột khu vực. Chính quyền của ông cũng có lập trường khoan dung hơn về các hành động của Saudi ở Yemen và các vấn đề nhân quyền. 3. Trung Quốc Mặc dù chính quyền Trung thường có lập trường cứng rắn đối với thương mại với Trung Quốc, Nước này vẫn hưởng lợi từ một số khía cạnh của các chính sách của ông, chẳng hạn, cuộc chiến thương mại đã dẫn đến sự thay đổi trong chuỗi cung ứng và một số công ty Trung Quốc thấy nhu cầu tăng lên cho sản phẩm của họ khi thuế quan ảnh hưởng đến các đối thủ cạnh tranh của Mỹ. 4. Mexico, mặc dù Trung có mối quan hệ căng thẳng với Mexico liên quan đến nhập cư và an ninh biên giới, USMCA, hiệp định Hoa Kỳ Mexico Canada đã thay thế NAFTA và được coi là một thắng lợi cho Mexico. Hiệp định này nhằm củng cố quan hệ thương mại và bao gồm các điều khoản có lợi cho công nhân Mexico. 5. Ấn Độ, chính quyền Trung đã tìm cách củng cố quan hệ với Ấn Độ, coi đây là một đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Hai nước đã gia tăng hợp tác về quốc phòng và kinh tế, và các chuyến thăm của Trung tới Ấn Độ thể hiện cam kết củng cố quan hệ. 6. Nga, mặc dù quan hệ giữa Mỹ và Nga rất phức tạp, một số nhà phân tích cho rằng Nga đã hưởng lợi từ chính sách đối ngoại thoải mái hơn dưới thời Trung lập trường ít đối đầu hơn của chính quyền ông về các vấn đề như chi tiêu của nato được coi là có lợi cho lợi ích của nga mặc dù lợi ích khác nhau dựa trên các chính sách và ngữ cảnh cụ thể các quốc gia như israel saudi arabia mexico ấn độ và ở một mức độ nào đó trung quốc và nga đã được định vị để hưởng lợi từ cách tiếp cận của trung đối với quan hệ đối ngoại và thương mại tuy nhiên các tác động lâu dài của những mối quan hệ và chính sách này vẫn đang tiếp tục phát triển và có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau dựa trên các chính quyền kế nhiệm chính sách và các lời hứa của Donald Trump cho cuộc bầu cử 2024 phản ánh nhiều quan điểm và sáng kiến của ông trong quá khứ. Chương trình của ông bao gồm một số lĩnh vực chính như nhập cư, kinh tế, giáo dục, tội phạm, vấn đề phân biệt đối xử và nhiều vấn đề khác. Về nhập cư, Trung có kế hoạch thắt chặt đáng kể các quy định, đề xuất chấm dứt các giấy phép làm việc cho người nhập cư bất hợp pháp, cấm các phúc lợi xã hội dành cho họ, và thậm chí trục xuất các thành viên băng nhóm ông cũng dự định chỉ định các băng đảng ma túy là tổ chức khủng bố nước ngoài và tạo quỹ bồi thường cho các nạn nhân của tội phạm mà người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc đã thực hiện. Về kinh tế, Trung cam kết áp đặt mức thuế cao hơn đối với hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, và giảm thuế cho nhiều tầng lớp thu nhập khác nhau. Ông nhằm mục tiêu loại bỏ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 4 năm và cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc, phản ánh nỗ lực tiếp tục đối đầu với ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Về tội phạm, Trung ủng hộ các hình phạt nặng hơn cho các tội phạm liên quan đến ma túy và tăng cường bảo vệ cho cảnh sát. Ông cũng đã ngầm ý sẽ ân xá cho những người tham gia cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong lĩnh vực giáo dục, ông tập trung vào việc mở rộng quyền lựa chọn trường học và các lựa chọn giáo dục tại nhà, đồng thời không khuyến khích việc tiêm vaccine bắt buộc trong trường học. Ông ủng hộ việc tăng cường sự hiện diện của cầu nguyện trong các cơ sở giáo dục. Liên quan đến quyền phân biệt đối xử, Trung đã bày tỏ ý định hạn chế các quyền và phản đối việc mở rộng các quyền này, đề xuất các biện pháp pháp lý để hạn chế sự tham gia của người chuyển giới trong thể thao và củng cố các định nghĩa giới tính nhị phân. Tổng thể, chiến dịch của Trung cho năm 2024 nhấn mạnh việc trở lại các chính sách trước đây của ông, đồng thời điều chỉnh chúng để giải quyết tình hình chính trị hiện tại và cảm xúc của cử tri. Hãy xem Donald Trung có trở thành tổng thống năm 2024 không nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.